Cái này được để lại trong nhà, anh sẽ làm gì nếu có ai đó thấy được nó? Tôi sẽ giữ mãi lấy nó để nhớ đến cô. Làm sao không có ai ở đây thấy cô vậy? Chẳng phải tôi đã nói anh không nói ai biết anh đã đến đây sao? Tôi không kể với ai cả. Tôi chỉ tò mò tại sao cô không bao giờ đi ra ngoài. Tôi xin lỗi nếu đã làm cho cô giận. Tôi có vài thứ muốn cô xem. Cũng không quá tệ. Làm người thì đừng quá lợi dụng tài năng thiên phú của mình, nhưng cần phải biết nắm bắt lấy nó. Chẳng phải anh đã từng mơ được chơi trống trong hoàng cung sao? Điều đó sẽ làm anh thành người giàu có. Tôi sống một mình, tôi không có ai để chăm sóc. Và cô muốn làm vũ công như thế này mãi sao? Cho dù nếu tôi là một vũ công, tôi cũng vui sướng để theo đuổi ước mơ của tôi, dù phải bỏ cả cuộc đời mình. Đôi lúc cô trông thật dịu dàng và đầm thắm, nhưng có lúc trông cô thật cương quyết. Vậy bây giờ tôi trông ra sao? Bây giờ à, xinh đẹp. Nhưng nếu cô muốn xinh đẹp hơn thì phải cười nhiều hơn. Đã có ai nói với anh rằng miệng mồm anh sẽ khiến anh gặp rắc rối không vậy? Em đi đâu vậy? Nếu tôi còn ở lại đây, tôi sẽ bị tán tỉnh bởi một con sói háo sắc như anh. Khi là kẻ cứng đầu. Đau quá. Nhưng nếu họ có thể chọn lựa, anh chắc chắn họ sẽ không làm điều đó. Anh cũng nghĩ như họ sao? Đây là nơi tốt nhất đời anh. Dạo gần đây anh có một giấc mơ rất kỳ lạ. Chắc hẳn do anh lo lắng quá nhiều về sư phụ. Anh không biết hôm nay sao anh lại đánh nhau với Mỹ Hy. Sức mạnh của anh còn có thể làm nhiều hơn. Không phải là chuyện này đâu. Đừng có giở trò khỉ ở đây nhé. Đi tập đánh trống đi.
Ngày thi đấu gần sắp đến, nhưng trong anh không có chút nhiệt tình nào. Là anh không thể tập trung được. Chuyện gì nữa anh thua? Anh sẽ làm gì chứ? Anh muốn là người của tỉnh trưởng sao? Anh có thể ở đây với em không? Em đã nói anh là em có thể làm bất cứ gì cho người em yêu. Anh cũng vậy. Anh muốn ở cùng với em và cùng với sư phụ ở đây mãi mãi. Em không tin anh sao? Nếu anh không giữ lời thề, anh sẽ bị chết thảm thương. Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Là em đã yêu cầu họ làm vậy. Em tưởng rằng da của em sẽ giúp em sống với cha em mãi mãi. Nhưng cuối cùng ông ấy đã bỏ lại em và bỏ mặc em ở đây hơn thập kỷ qua. Cho đến khi em gặp anh, anh Bình, anh là mối tình thật sự của em trên đời này. Tiếp. Tại sao? Từ trước đến giờ em là người duy nhất đã xua tan đi nỗi cô độc trong trái tim anh. Làm sao anh có thể sống thiếu em chứ? Tiếp. Em không thể rời bỏ anh. Chẳng có thứ gì trên thế giới này là vĩnh cửu. Ngoại trừ những hồi ức của tình yêu chân thật trong lòng chúng ta, điều đó sẽ sống mãi mãi với chúng ta. Khi em chọn con đường cho riêng em, Kha lựa thẳng đường cho tự em.
tự đày đọa mình trong nỗi đớn đau vô tận. Nhưng lần này anh là người đã chọn con đường cho em. Bình, hãy tự bảo trọng nhé. Kể từ bây giờ em không còn cơ hội được chăm sóc cho anh nữa. Cầu xin tất cả các vị thần linh cho phép con dùng sự thánh linh của người trong lời nói của con. Để giải thoát linh hồn cô ấy đến cõi Niết Bàn.
Sư phụ. Sư phụ. Chúng tôi thành kính tôn vinh các vị thánh thần cũng như các sư phụ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi làm cuốn phim này.